Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhà thuốc Trung Nguyên. Mình xin giới thiệu mình là Dược sĩ Hoàng Thị Thơm, cũng là chuyên viên tư vấn của hệ thống Nhà thuốc Trung Nguyên. Và hôm nay muốn giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm mới, đó chính là dòng sản phẩm viên uống xương khớp Hương Thảo Đan. Sản phẩm viên uống xương khớp Hương Thảo Đan thì có kê cách gồm 30 viên. Và hiện tại chương trình khuyến mãi của công ty đang đưa ra thì khi các bạn mua 6 hộp và nhắn tin tích điểm thì các bạn sẽ được tặng 1 hộp. Sản phẩm viên uống xương khớp Hương Thảo Đan là thực phẩm chức năng được bào chế chủ yếu từ các thảo dược thiên nhiên có lợi cho hệ xương khớp và thành phần cụ thể như sau: gồm có tang ký sinh, xuyên khung, độc hoạt, hóa chất KGA1, phòng phong, ngưu tất, hy thiêm, thổ phục linh, quế chi, đương quy và collagen tiếp 2. Và mỗi thành phần thì lại có công dụng khác nhau, như tang ký sinh thì là thảo dược có vị đắng, tính bình, có tác dụng đi vào quy kinh can và thận, cải thiện tình trạng viêm nhiễm hiệu quả. Bên cạnh đó, tang ký sinh cũng có khả năng phòng trừ phong thấp, hạ huyết áp, bổ can thận, làm giảm nhu động ruột, cải thiện các chứng nhức gối, đau lưng. Xuyên khung có tác dụng hoạt huyết, từ đó giãn nở các mạch máu ngoại vi, tăng dẫn truyền máu đến hệ xương khớp bị tổn thương. Đồng thời, dược liệu này còn có tính an thần, có tác động tích cực đến hệ thần kinh trung ương. Độc hoạt có tác dụng kháng viêm, an thần, làm dịu hệ thần kinh trung ương, từ đó giúp kiểm soát cơn đau do các bệnh xương khớp gây ra hiệu quả hơn. Hoạt chất KGA1, hoạt chất này được chiết tách từ cây địa liền. Đây là một loại thảo dược có tác dụng chống viêm, giảm đau xương khớp rất là hiệu quả. Phòng phong có tác dụng kiểm soát cơn đau do bệnh lý xương khớp gây ra. Bên cạnh đó, thảo dược này còn có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm rất tốt. Ngưu tất có khả năng tăng cường sức khỏe xương khớp, giảm nhanh các triệu chứng do bệnh xương khớp gây ra như là đau, sưng, viêm, co cứng. Hy thiêm thì có công dụng giảm huyết áp, giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa viêm xương khớp. Bên cạnh đó, thảo dược thiên nhiên này còn có tác dụng cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp hiệu quả. Thổ phục linh có khả năng cải thiện tình trạng sưng tấy, đau nhức ở xương khớp hiệu quả. Bên cạnh đó, vị thảo dược này còn giúp thúc đẩy quá trình hình thành tế bào xương, ngăn chặn tình trạng thoái hóa xương khớp ở người trung niên. Quế chi có tác dụng tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện hệ thống miễn dịch, từ đó kiểm soát cơn đau hiệu quả. Đương quy có công dụng giảm đau, tăng cường sức khỏe xương khớp hiệu quả. Và cuối cùng là collagen tiếp 2, hoạt chất này có tác dụng tái tạo sụn khớp, giúp hệ xương khớp cho khỏe, bền bỉ, dẻo dai hơn. Và công dụng chủ yếu của viên uống Hương Thảo Đan: giúp tăng cường sản sinh dịch nhờn, giúp bôi trơn, giảm tình trạng cọ sát giữa các xương khớp, từ đó bệnh nhân có thể xua tan đi cơn đau nhức hiệu quả. Thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào xương, tăng cường khả năng phục hồi vùng xương khớp bị tổn thương, cải thiện triệu chứng đau, sưng, viêm do viêm khớp, ức chế quá trình lão hóa xương khớp, từ đó hỗ trợ điều trị bệnh đau vai gáy, thoái hóa khớp hiệu quả. Về đối tượng sử dụng thì dòng sản phẩm dùng được cho những người mắc bệnh lý về xương khớp như là viêm khớp, thoái hóa khớp, gai cột sống, viêm đau vai gáy, người thường xuyên mang vác nặng khiến hệ xương khớp bị yếu dần, dễ gặp chấn thương, người lớn tuổi bị đau lưng, mỏi gối, thường xuyên bị co cứng khớp, tê bì chân tay về đêm và sáng thức dậy. Sản phẩm thì đang được bán trên tất cả các chi nhánh của hệ thống Nhà thuốc Trung Nguyên. Và mọi ý kiến thắc mắc xin các bạn vui lòng liên hệ đến số điện thoại hotline 0909602267. Và cứ vào khung giờ 9 giờ sáng và 21 giờ tối thì kênh của Nhà thuốc Trung Nguyên mình lại lên sóng để giới thiệu cho các bạn những dòng sản phẩm mới. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những lần chia sẻ tiếp theo.